chào các bạn iPhone 6 mà nó bị cảm biến xoay mà không được á, thì thường nó sẽ bị đi kèm với cái bệnh là hao pin các bạn thấy không khi mà các bạn bấm nút nguồn một cái và các bạn nhả ra liền các bạn sẽ thấy ha cái kim dòng nó lên mà nó mới vọt lên một cái rất là cao thì thường nó sẽ sẽ bị chạm cái tụ trên cái đường cấp áp cho cái con cảm biến xoay các bạn ha thì chúng ta chỉ cần đo thôi nếu mà các bạn đã làm có kinh nghiệm rồi các bạn không cần phải dở cái sim này lên mà các bạn sẽ thay thế cái con tụ ngay trên cái con la bàn chính xác cái đó luôn mình gặp trường hợp nó bị rất là nhiều các bạn ha đo như vậy nghĩa là không chạm mà khi những cái máy nó bị lỗi mà hao pin nó các bạn đo các bạn thấy nó chạm liền đúng không nếu mà nó bị chạm giống như cái kim vòng thì chúng ta sẽ remove cái công tụ ngay trên này thì nó sẽ nằm trên cái đường cấp áp đó. các bạn mở giấy tool các bạn lít vào cái đường đó thì nó sẽ ra cái con tụ ngay đây thôi thì trước tiên để remove nó thì các bạn sẽ phải cạo một cái lớp keo xung quanh nó các bạn ha tránh tác động vào cái con la bàn mất công chút nữa thay thêm con đó nữa thì rất là rất là mệt sau khi các bạn chọn keo ra rồi thì các bạn có thể sử dụng cái mỏ hàng á các bạn cho một ít nhựa hồng vào các bạn sử dụng mỏ hàng ha các bạn lấy một ít chì và các bạn sẽ lấy cái mỏ hàng để lấy cái con tụ này ra các bạn thấy không nó cái này là cái kỹ năng cơ bản mà trong các skill á ha mình có hướng dẫn các bạn rồi đúng không rất là đơn giản và cái kỹ năng này rất là hữu ích cho những cái trường hợp như thế này các bạn thấy không đó các bạn thấy thấy cái con tụ nó dính trên cái mẫu hàng không rồi ok sau khi mà chúng ta lấy cái con tụ ra thì chúng ta sẽ vệ sinh lại một lần nữa và chúng ta sẽ thử là cái cấp nguồn các bạn ha nếu các bạn sử dụng cái mỏ khò đó thì đôi khi nó sẽ làm xịt trì cái con la bàn ha rất là cực rồi các bạn thấy không cấp nguồn rất là bình thường ha cái kim vòng nó lên ok rồi và chúng ta sẽ check tiếp nếu như mà nó không có bị uh, chạm thì chúng ta sẽ dở cái con cảm biến xoay lên và chúng ta đo những cái chân uh, trên cái men á nếu mà không có đứt thì chúng ta thay con cảm biến xoay còn nếu mà đứt thì chúng ta dựa vào cái giá đúp rồi chúng ta câu lại ha như vậy là, ha, chỉ là như vậy thôi các bạn à rất là đơn giản rồi thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này ở đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào các bạn. Chúc các bạn thành công.